Tại vòng chung kết U23 châu Á 2024, thành tích lọt vào tứ kết tại giải đấu trước giúp cho U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2. Nhưng kết quả bốc thăm sau đó đưa đội rơi vào bảng D cùng với các đối thủ U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia. Chia sẻ với truyền thông trong buổi lễ nhậm chức, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đặt mục tiêu trước mắt cùng với U23 Việt Nam vượt qua vòng đấu bảng. Đây được xem là mục tiêu hứa hẹn, dẫu cho những thử thách mà toàn đội phải đối mặt cũng không hề dễ dàng. Trong 3 đội bóng nằm cùng bảng, U23 Uzbekistan là đội thuộc nhóm hạt giống số 1 và được dự đoán là thách thức lớn nhất đối với U23 Việt Nam. Với người hâm mộ bóng đá nước nhà, mỗi lần U23 Việt Nam chạm trán U23 Uzbekistan cũng mang đến nhiều cảm xúc, khi những kỷ niệm của trận chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu lại ùa về. Tại giải đấu năm nay, U23 Uzbekistan là một trong số những ứng cử viên vô địch. Đội bóng này hiện cũng đang là đương kim Á quân của vòng chung kết U23 châu Á. Cách đây 2 năm, U23 Uzbekistan đã lọt vào đến trận chung kết và chịu thất bại 0-2 trước U23 Ả Rập Xê Út. Ở ASEAN Hàng Châu hồi năm ngoái, U23 Uzbekistan cũng xuất sắc giành được tấm huy chương đồng. Tại vòng loại, U23 Uzbekistan cũng thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng với 3 trận toàn thắng, ghi tới 19 bàn và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Đáng chú ý là thắng lợi 1-0 ở lượt cuối không chỉ giúp cho U23 Uzbekistan giành ngôi nhất bảng mà còn khiến cho một đội bóng cực mạnh là U23 Iran dừng bước ngay từ vòng loại. Đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp U23 Uzbekistan giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á, với thành tích tốt nhất là chức vô địch vào năm 2018. Theo danh sách được công bố, U23 Uzbekistan sẽ tham dự giải lần này với chỉ 6 cái tên đang chơi ở tuyển quốc gia. Đội bóng này có nhiều cầu thủ không thể về dự giải do vòng chung kết U23 châu Á 2024 không diễn ra trong dịp FIFA Days nên các câu lạc bộ không nhả người. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất là ngôi sao Aboubek Fazulayev, cầu thủ sinh năm 2003 không được câu lạc bộ CSKA Moscow cho phép tập trung tại đội tuyển U23 Uzbekistan. Aboubek Fazulayev là thành viên của đội tuyển Uzbekistan chinh chiến ở giải Asian Cup 2023. Trong mùa giải này, anh chàng cầu thủ chạy cánh 21 tuổi thi đấu xuất sắc trong màu áo của CSKA Moscow khi ghi 2 bàn và có 5 đường kiến tạo thành bàn sau 15 trận ra sân. Hiện tại, Aboubek Fazulayev được chuyên trang chuyển nhượng Transfer Market định giá tới 5 triệu euro. Bên cạnh Aboubek Fazulayev, U23 Uzbekistan cũng không thể triệu tập những cầu thủ thi đấu ở châu Âu như Abdoukody Khusanov đang chơi cho Lens của Pháp hay là Zakhongi Urozov đang chơi cho Izyopspor của Thổ Nhĩ Kỳ vì lý do tương tự. Trong khi đó, U23 Kuwait được coi là một ẩn số với U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự đã nghiên cứu lối chơi của đối thủ này tại vòng loại, qua đó thu thập thông tin cần thiết để chuẩn bị cho trận đấu mở màn quan trọng đối với đội bóng Tây Á vào ngày 17 tháng 4. U23 Kuwait mới chỉ có 2 lần tham dự vòng chung kết U23 châu Á và chưa từng vượt qua được vòng bảng. Lần gần đây nhất diễn ra năm 2022, đội bóng này đã phải rời giải với 3 trận toàn thua. Tại vòng loại giải đấu năm nay, U23 Kuwait xếp nhì bảng F với 7 điểm. Đội bóng này dễ dàng đánh bại U23 Timor Leste và U23 Macau Trung Quốc, sau đó hòa 2 đều với U23 Iraq ở lượt cuối. Dù xếp dưới U23 Iraq về hiệu số bàn thắng kém hơn, nhưng cuối cùng U23 Kuwait vẫn có vé để vào vòng chung kết với tư cách là đội nhì bảng xuất sắc nhất. Còn đối với U23 Malaysia, đây đã là lần thứ 2 liên tiếp đội bóng này nằm cùng bảng với U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á. Và năm 2022, U23 Việt Nam dễ dàng có được thắng lợi 2-0 trước U23 Malaysia ở lượt trận cuối để giành vé vào tứ kết. Đến năm 2023, hai đội lại chạm trán tại SEA Games 32 và vòng chung kết U23 Đông Nam Á. Cả hai lần chiến thắng đều thuộc về Việt Nam. Với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, ông cùng với các học trò đã đánh bại đối thủ này với tỷ số 4-1 tại bán kết U23 Đông Nam Á, sau đó tiến vào chung kết và lên ngôi vô địch. Để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024, U23 Malaysia đã hồi quân từ sớm. Đội bóng có 2 trận đấu gặp U23 Ấn Độ hồi tuần trước và có 1 thắng, 1 hòa. Sang đến tháng 4, U23 Malaysia dự kiến đá thêm 3 trận giao hữu trước khi chính thức bắt đầu hành trình tại U23 châu Á. Theo tờ New Straits Times, U23 Malaysia không có sự phục vụ của cầu thủ Azam Azmi Murad vì chấn thương. Bên cạnh đó, đội bóng này cũng thiếu vắng hàng loạt những trụ cột khác như Ruben Thiran, Rahadiazli Rahalim và Richard Chin vì nhiều lý do khác nhau. Nói về đội hình của U23 Malaysia, huấn luyện viên Juan Torres Garrido buôn bã cho biết: "Chúng tôi chỉ có 23 cầu thủ để chuẩn bị cho nhiệm vụ khó khăn ở trước mắt. Azam dính chấn thương cho trận đấu vòng loại World Cup. Đó là cầu thủ quan trọng nhưng chúng tôi cố gắng lấp đầy khoảng trống. Tôi biết tinh thần của toàn đội bị ảnh hưởng vì khó khăn nhưng tôi hy vọng các cầu thủ tập trung làm tốt công việc và cống hiến hết mình cho đất nước của mình. Chỉ khi làm được điều đó, họ mới có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp." Tôi là Hoàng Anh Tuấn, huấn luyện viên trưởng đội U23 Việt Nam. Chúng tôi tham dự vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar. Sau quá một quá trình tập luyện chuẩn bị cho giải đấu dựa trên sự thống nhất của ban huấn luyện, chúng tôi có những cái tiêu chí cho cầu thủ. Thứ nhất đó là chuyên môn, thứ hai đó là phong độ và thứ ba là đáp ứng được cái yêu cầu về mặt kỹ chiến thuật của ban huấn luyện đề ra.
thì chúng tôi cũng đã có một cái danh sách cầu thủ để đăng ký chính thức cho ban tổ chức cái giải đấu này. Ở vị trí thủ môn, Quang Văn Chuẩn, Đoàn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Việt, ba thủ môn được đăng ký chính thức. Về hàng phòng ngự, chúng tôi có Lương Duy Cương, Nguyễn Mạnh Hưng, Trần Quang Thịnh, Lê Huy Hoàng, Nguyễn Ngọc Thắng. Hàng tiền vệ chúng ta gồm có Văn Cường, Hồng Phúc, Minh Khoa, Đức Việt, Đức Phú, Thái Sơn, Văn Toản, Văn Khang. Hàng tiền đạo chúng ta gồm có Quốc Việt, Vĩ Hào, Minh Quang, Văn Trường, Văn Tùng, Nguyên Hoàng, Đình Bắc. Đến giờ phút này thì công tác chuẩn bị chúng tôi đã hoàn tất, và theo cảm nhận của chúng tôi thì không khí đội rất tốt và các cầu thủ đang sẵn sàng. Chúng ta thấy qua một số buổi tập, phong độ cầu thủ và những đặc biệt là những cầu thủ đã được đăng ký trong danh sách này thể hiện khá tốt, và chúng tôi cũng hy vọng rằng truyền thông, người hâm mộ luôn luôn đứng đằng sau và ủng hộ chúng tôi làm sao cho đội U23 Việt Nam đạt những kết quả tốt nhất trong vòng chung kết U23 châu Á lần này.